ta sẽ vào vòng đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lần trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Loại côn trùng nào con người ăn được? Dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết được cảm cúm? Kể ra một thứ rơi vào mắt có thể làm bạn cay mắt. Kể tên một loại thú cưng có thể sống lâu nếu bạn chăm sóc tốt. Hãy kể tên một loại thức ăn khô để được lâu ngày. Sau lần thi đầu tiên ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, loại côn trùng nào con người ăn được? Bạn đã trả lời. Câu tiếp theo, dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Bạn đã nói là. Câu thứ ba, chúng tôi hỏi, kể ra một thứ rơi vào mắt có thể làm bạn cay mắt. Và bạn nói rằng. Chúng tôi hỏi, kể tên một loại thú cưng có thể sống lâu nếu bạn chăm sóc tốt. Bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ năm, hãy kể tên một loại thức ăn khô để được lâu ngày. Bạn đã trả lời là. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi thứ hai vòng thi đặc biệt bắt đầu. Loại côn trùng nào con người ăn được? Dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Kể ra một thứ rơi vào mắt có thể làm bạn cay mắt. Kể tên một loại thú cưng có thể sống lâu nếu bạn chăm sóc tốt. Hãy kể tên một loại thức ăn khô để được lâu ngày. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong lượt thi thứ hai. Mời bạn theo dõi kết quả trên bảng điểm. Câu đầu tiên, chúng tôi hỏi bạn, loại côn trùng nào con người ăn được? Và bạn trả lời. Câu thứ hai, chúng tôi hỏi, dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Và bạn trả lời là. Câu thứ ba, chúng tôi hỏi, kể ra một thứ rơi vào mắt có thể làm bạn cay mắt. Bạn trả lời. Chúng tôi hỏi bạn, kể tên một loại thú cưng có thể sống lâu nếu bạn chăm sóc tốt. Và bạn nói rằng. Và câu hỏi cuối cùng, hãy kể tên một loại thức ăn khô để được lâu ngày. Và bạn nói là. Xin chúc mừng, bạn đã chiến thắng vòng thi đặc biệt. Rồi, xã nghĩ cái đấy cũng xong rồi. Mình đang hỏi ông bài không kịp 30. Cái người giỏi ngoại ngữ thì có được mức lương thu nhập cao hơn